Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin các vấn đề không thể che giấu xung quanh vụ việc Việt Á. Đáng ra Quốc hội Việt Nam họp phiên bất thường hiện nay phải được nghe các cơ quan chức năng tường trình về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến scandal mang tên công ty Việt Á, vì nó ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân Việt Nam và tính mạng của người dân cũng bị ảnh hưởng. Đằng này các ông, các bà nghị và cử tri cả nước chỉ được nghe tường trình của Ngài Bộ trưởng Y tế dựa tựa như một bản thanh minh thanh Nga có pha chút báo cáo thành tích. Tác giả Tô Hiệu đã có bài phân tích liệt kê 7 vấn đề nghiêm trọng mà giới cầm quyền hiện nay không thể lấp liếm cho qua chuyện. Bài viết đã được đăng tải trên đài FA mang tựa đề Các vấn đề không thể che giấu xung quanh vụ việc Việt Á. Những vấn đề liệt kê ở dưới đây rõ ràng chưa được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề cập và làm rõ một cách thực chất trong phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương vào chiều ngày 5 tháng 1 năm 2022. 7 điều tế cấp ấy là gì? Câu hỏi mà dư luận cũng đang đặt ra. Đây là hình ảnh phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương chiều ngày 5 tháng 1. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng những vi phạm sai sót vừa qua là rất nghiêm trọng nhưng không là hình ảnh đại diện của ngành. Thứ nhất là kit test Việt Á là một scandal vô tiền khoáng hậu, cực kỳ nghiêm trọng. Tính chất nghiêm trọng thể hiện trên nhiều mặt trong sinh hoạt đối nội lẫn đối ngoại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về đối nội, ở đây không chỉ có vấn đề đưa và nhận hối lộ trên khắp cả nước. Cơ quan điều tra đã bắt giám đốc công ty Việt Á và lãnh đạo CDC ở một số địa phương cùng một số lãnh đạo vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế để điều tra. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Việt Á có thể bán được kit test với mức giá trên trời và lót tay với mức cao đến 20% cho CDC các địa phương đến như vậy? Theo kết quả điều tra đến hiện nay, giá này dựa vào công văn của Bộ Y tế để CDC các địa phương căn cứ vào đó mua sản phẩm của Việt Á. Vậy câu hỏi ở đây là liệu có sự bắt tay giữa công ty Việt Á và Bộ Y tế Việt Nam hay không để trục lợi trên tính mạng của người dân? Về đối ngoại, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận có kit test nhập lậu từ Trung Quốc và đã đề nghị phía Trung Quốc cung cấp thêm các thông tin cần thiết khác. Vậy những bộ kit test nhập lậu này đã từng những công ty nào của Trung Quốc tuồn lậu bằng cách nào qua biên giới và sau đó còn đi tiếp vào những đâu? Câu hỏi lớn hơn là các công ty sản xuất những sản phẩm này có đủ năng lực hay không? Liệu nguồn sản phẩm nhập lậu này có phải là những bộ kit test được Việt Á thực hiện mang dán mác Việt Nam để cung cấp ra thị trường hay không? Nếu đúng vậy thì vấn đề này rất nghiêm trọng vì đưa các bộ sản phẩm kit test không rõ nguồn gốc, chất lượng và phục vụ sức khỏe, tính mạng của con người là điều không thể chấp nhận được. Điều đó có thể dẫn đến cái chết của hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người dân Việt Nam. Thứ hai, đây là sự coi thường phép nước, coi khinh các nghị quyết của Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách tệ hại nhất từ trước tới nay mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Quân y rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng. Sau đó, các báo của tuyên giáo đảng tung hô về chất lượng cũng như nổ láo rằng được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới, vân vân. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối, 32.000 người chết vì Covid vừa qua không thể bị phủ tay cho qua. Rất nhiều người có khả năng đã chết vì những que thử giả này. Qua gần 15 năm thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tiêu cực, tức là Ban Chỉ đạo phòng chống tiêu cực, trực thuộc Bộ Chính trị, do ông Tổng Bí thư làm trưởng ban. Từ tháng 2 năm 2013 cho đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã không ngăn được Việt Á và các sân sau của chúng thao túng và lũng đoạn các tổ chức và các cơ quan của Đảng và nhà nước. Cũng mới đây nhất, xuất phát từ tình hình trạng tồi tệ này, Bộ Chính trị vừa quy định bổ sung chức năng cho Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng. Theo đó, ngoài chức năng nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo còn có chức năng nhiệm vụ phòng chống tiêu cực. Bởi tiêu cực là nguồn gốc phát sinh tham nhũng. Nhưng như đã thấy, tất cả đã bị vô hiệu hóa
bởi Việt Á. Đặc biệt, giữa năm 2021, Ban Bí thư vừa đưa ra kết luận 05 TV vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 CTTV của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sẽ tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện kết luận của Trung ương với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng. Ban Bí thư tiếp tục khẳng định những chính sách đã ban hành và tiếp tục đề ra những chủ trương mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho phù hợp với tình hình hiện nay và nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13. Tuy nhiên, với sự lũng đoạn của toàn bộ hệ thống của CDC ở hầu hết các tỉnh thành, scandal Việt Á cho thấy thực chất của tình trạng chỉ đạo của tổ chức thực hiện nghị quyết pháp luật nói chung về phòng chống tham nhũng nói riêng tệ hại đến như thế nào. Và điều đó chứng minh rằng phòng chống tham nhũng, người đứng đầu chịu trách nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm tròn trách nhiệm và không thể chống được tham nhũng trong đảng. Tại sao quy định của đảng, pháp luật của nhà nước không được thực hiện nghiêm minh cũng là điều dư luận đặt ra. Thứ ba là cần vạch mặt chỉ tên mối chúa nào đứng sau vụ này, phải là một bố già trong nhà nước hay một hòa thân trong đảng mới có khả năng phối hợp được toàn bộ hệ thống đều liên quan phạm tội cùng với Việt Á. Đây là hình ảnh huân chương lao động hạng 3 trao tặng cho Việt Á được chính ông Nguyễn Phú Trọng ký tên và đóng dấu chủ tịch nước. Sau đó Việt Á mang đi công bố công khai trên trang web của công ty này. Không chỉ kết nối được với các bộ, các ngành, các viện nghiên cứu mà còn sâu sát đến từng công đoạn cụ thể trong quá trình lũng đoạn bộ máy của đảng và nhà nước ở Việt Nam. Trước hôm Quốc hội khai mạc, cử tri trong cả nước còn được nghe ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện tuyên bố dường như có cá lớn trong vụ Việt Á. Theo giới chuyên gia, không thể có tốc độ nghiên cứu thần tốc với số mẫu của Việt Á, mà thật ra đề tài khoa học giữa Việt Á và Viện Quân y được nghiên cứu ở đâu là điều dư luận cũng đang đặt ra. Và tại sao Bộ Khoa học và Công nghệ đã lừa dối người dân khi thông tin bộ kit test này đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận và được 20 nước đặt mua sản phẩm này? Vậy ai là người cung cấp những thông tin giả này để đánh lừa người tiêu dùng? Và liệu ông Bộ trưởng khi đó là ông Trung Ngọc Anh có ảnh hưởng và có ăn tham nhũng từ tiền này mà ra hay không? Sau khi công bố kết quả đề tài, ngay vào ngày hôm sau, Bộ Y tế đã chấp nhận và giao cho Bộ Công ty Việt Á sản xuất. Thời gian ngắn như vậy thì Bộ Y tế có kiểm tra kết quả đề tài và năng lực sản xuất của Việt Á hay không? Và ai là người đã kiểm tra tính khả thi của đề tài và ai đã bật đèn xanh cho việc cố tình buông lỏng quản lý công đoạn này? Chưa hết, Phan Quốc Việt có hai cổ đông khác, chỉ giữ 20% cổ đông của Việt Á, vậy ai là người chiếm tới 80% cổ đông còn lại? Mối chú ấy có trách nhiệm gì trong những sai phạm của Việt Á? Hỏi là đã câu trả lời rồi, họa phúc đâu phải một buổi. Cách đây 5 năm, Bộ Y tế cũng đã từng bao che và đánh cháo khái niệm hàng giả với hàng kém chất lượng. Thứ tư là tác hại của cú lừa toàn xã hội này cực kỳ nặng nề. Trên 3 vạn người dân đã ra đi. Toàn bộ hệ thống hầu như bị vô hiệu hóa. Do chất lượng của bộ kit test, người dân bị lây nhiễm vẫn có thể cho kết quả dương tính và ngược lại. Đây là hình ảnh người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương bị cưỡng bức thô bạo để xét nghiệm cũng chỉ vì chủ trương của chính phủ. Nay đi kiện con kiến, kiện củ khoai, không thể nào có kết quả. Trong cuộc họp Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cuối năm nay, ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, phát biểu rằng nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước làm rõ vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định của pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ việc này. Báo chí trong nước cũng trích lời ông nói như sau. Đây là một cú thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan của nhà nước. Và ông nhấn mạnh rằng người dân phản ứng, vì vậy mặt trận cần phải đưa các thông tin đó vào bản báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2021. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim thì đề nghị rằng mặt trận Tổ quốc phải có ý kiến ngay về vụ Việt Á, chứ không thể chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới lên tiếng. Dư luận trong nước đều thống nhất gọi đây là tội ác, là vụ bê bối thế kỷ do những kẻ tán tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi nạn nhân, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân cả nước. Điều thứ năm là Đảng và Nhà nước phải đồng cảm và biết cách chia sẻ với những phẫn uất chính đáng trong toàn xã hội.
không nên chụp mũ, quy kết những xúc cảm tự nhiên này là âm mưu của các thế lực thù địch. Giặc ở sau lưng nhà các người đó là lời của thần Kim Quy, vẫn mang ý nghĩa thời sự. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tờ báo Tuổi Trẻ đã chạy một tiêu đề hết sức bắt mắt, với nghĩa kép rằng Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm xói mòn lòng tin với ngành. Đây không phải là thuyết âm mưu, cũng không phải là lỗi biên tập. Đây là một cách phản ứng công khai của báo giới trong nước đối với bản báo cáo thành tích trong phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương chiều ngày 5 tháng 1 của ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Ông Nguyễn Thanh Long thành Nga thành mình rằng Bộ Y tế nói rằng cuộc chiến phòng chống COVID-19 chưa có trong tiền lệ, tạo thách thức chưa từng có đối với hệ thống y tế mà đôi lúc tưởng chừng khó vượt qua. Cũng phải ghi nhận các nhà báo Tuổi Trẻ thông minh và dũng cảm. Mà sự phê phán đâu chỉ tập trung vào một mình Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền cho rằng không ai chấp nhận được cách chống chế nhầm lẫn thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ trong vụ án gây chấn động này. Đại biểu Minh Hiền thì nhấn mạnh rằng hồ sơ sản phẩm kit test của Việt Á đã bị Tổ chức Y tế Thế giới loại ngay từ đầu vì không cung cấp được chứng nhận quản lý chất lượng ISO cho sản phẩm y tế, có nghĩa là chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho lưu hành tự do. Thế nhưng, sự nhanh nhảu không cần thiết của Bộ Khoa học và Công nghệ khi vội vàng ra thông báo trên trang web của Bộ kèm theo thông tin về năng lực sản xuất cung ứng sản phẩm của công ty Việt Á cho thị trường trong nước và quốc tế, rồi sau đó lại âm thầm gỡ bỏ, thật sự gây một câu chuyện bi hài cho vụ việc này. Thứ sáu, scandal Việt Á là một đòn giáng mạnh vào tham vọng muốn làm anh cả của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay vẫn chưa có phát biểu gì về vụ scandal Việt Á sau khi ký huân chương hạng 3 cho công ty này. Trước và sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng mơ các nghị quyết của đại hội sẽ là văn bia cho nhiều thế hệ. Mặc dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đại ý không biết cuối thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa, nhưng ngay trong mùa đại dịch, ông vẫn miệt mài bắt ban thư ký chuẩn bị những bài viết tràng giang đại hải để bàn về các vấn đề lý luận và thực tiễn của cái là chưa biết là có hay không ấy. Sau đại hội, cũng lại giữa mùa chống dịch như chống giặc, ông lại khai hội liên tục. Ông cho mở hội nghị văn hóa toàn quốc, rồi ông cho mở hội nghị đối ngoại đầu tiên trong 76 năm tồn tại của chế độ. Ông chỉnh phong, chỉnh huấn, vân vân. Ông chất vấn mấy tay trung ương của Bộ Chính trị ngồi giả vờ chăm chú nghe ông thuyết pháp rằng tiền nhiều để làm gì, chắc khối đồng chí chưa bị lộ cũng đang nằm trong đống rơm, không khỏi cười thầm. Rồi ông lại truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho những người được cho là hy sinh trong vụ giết đảng viên Lão Thành Lê Đình Kình, 82 tuổi đời và hơn 60 năm tuổi đảng. Rồi tiếp theo ông lại ký tặng huân chương lao động cho công ty của Phan Quốc Việt tọa lạc trên khoảng 10m², tham vọng muốn làm anh cả của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đời bay bổng cánh diều này sau những đồn dồn nén của các sự kiện vừa liệt kê và cú va đập Việt Á sẽ như thế nào? Chưa ai trả lời được câu hỏi này. Thứ bảy, trong nguy cơ vẫn còn nguy cơ, nếu kỳ họp Quốc hội bất thường lần này còn có vài báo cáo khác nếu cần có thể đóng dấu tuyệt mật, ít nhiều có đề cập đến gốc rễ và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực chất liên quan đến vụ việc Việt Á, thì Đảng và Nhà nước còn cơ may đẩy mạnh cải cách thể chế, thay chế đảng quyền bằng pháp quyền, tiến hành đổi mới lần hai. Nếu không, quay thử Việt Á cũng đồng thời là phép thử đối với tính chính danh và địa vị hợp pháp của Đảng, Nhà nước này. Trong buổi chợ chiều của các triều đại phong kiến trước đây cũng không thiếu những kỷ nguyên, hôn ám, lũng đoạn như ngày nay. Nhưng thời trước còn có khá nhiều các bậc tiên liệt, nên hậu thế chúng ta mới biết đến các cáo trạng đanh thép như dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây thủ kết oán trải mấy mươi năm từ Nguyễn Trãi hay Thất Trảm Sớ nổi tiếng của Chu Văn An. Tuy nhiên, sau nhiều chiến dịch mậu thân của Đảng đối với nhân sĩ trí thức thời nay, giờ đây nếu còn sót lại một vài Nguyễn Trãi hay Chu Văn An ở đâu đó trên giải đất hình chữ S, thì rất tiếc phần lớn các bậc phú sĩ ấy dường như đều ngoảnh mặt làm ngơ trước các đại án như Việt Á. Có thể đấy cũng là một trong những lý do khiến cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vẫn thừa thắng xông lên, bảo kê cho Việt Á
và toàn bộ các tội ác của những kẻ bất lương từng lộng hành trong đại dịch COVID-19. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast thôi sản xuất xe xăng. Nhiều người nói mất lòng tin về hãng này. Giới lãnh đạo hãng ô tô của VinFast thuộc tập đoàn VinGroup của ông tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng mới đây tuyên bố hãng sắp dừng sản xuất xe có động cơ xăng, tập trung làm xe chạy bằng điện. Động thái này làm nổi sóng dư luận, trong đó có nhiều người nói họ bị mất lòng tin về hãng này. Vào tối ngày 5 tháng 1, tại cuộc triển lãm công nghệ và điện tử hàng tiêu dùng CES tại năm 2022 ở Las Vegas, Mỹ, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu bà Lê Thị Thu Thủy công bố rằng hãng sẽ ngừng sản xuất xe lắp ráp động cơ đốt trong và chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Đây là hình ảnh mẫu xe điện VinFast E35 bên ngoài không gian triển lãm tại Las Vegas, Mỹ. Phát biểu của nữ tổng giám đốc được đưa ra khi bà giới thiệu 5 mẫu ô tô điện VinFast tại cuộc triển lãm và tất cả đều thuộc dòng xe tiện ích thể thao với các kích cỡ khác nhau. Tuyên bố của bà Thủy đánh dấu việc VinFast từ bỏ chương trình xe chạy xăng chỉ sau gần 3 năm kể từ khi những chiếc xe gắn nhãn Lux và Fadi do hãng lắp đặt lăn bánh trên các con đường phố tại Việt Nam. Trong 2 năm 2020-2021, VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 60.000 xe Lux và Fadi, chiếm khoảng 10% thị phần của Việt Nam, song vẫn còn quá ít ỏi so với công suất thiết kế lên đến 250.000 xe mỗi năm của nhà máy VinFast. Bên cạnh đó, trong các năm kể từ khi hoạt động, VinFast vẫn liên tục thua lỗ lên tới hàng tỷ đô la và con số này không dừng lại ở đây. Thông tin được cập nhật cho đến quý 4 năm 2021 cho thấy hãng chịu mức lỗ chính xác kỷ lục là 11.300.000 tỷ đồng, tức là hơn 491 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, khi đó mức lỗ là 6,6 nghìn tỷ đồng, tức là 287 triệu đô la Mỹ. Có nghĩa là càng hoạt động, càng sản xuất xe thì càng lỗ lớn. Phản ứng về việc VinFast loan báo sắp ngừng sản xuất xe động cơ xăng, nhiều chủ xe Lux và Fadi bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ bị sốc và lo lắng về dịch vụ bảo trì, sửa chữa của hãng đối với các xe của họ trong tương lai. Lên tiếng trấn an những người quan tâm, ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam, nói thông qua báo chí Việt Nam rằng VinFast đã dự trù đầy đủ linh kiện, phụ tùng với số lượng gấp 1,5 lần so với thông lệ để đảm bảo phục vụ khách hàng. Ông Trung cũng khẳng định VinFast không quay lưng với những khách hàng cũ và cam kết phục vụ đến hết vòng đời của từng chiếc xe bán ra, theo trích dẫn của báo chí trong nước. Đây là hình ảnh ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam. Mặc dù vậy, Đại tướng nước Hoa Kỳ quan sát thấy nhiều khách hàng của VinFast nói riêng và tập đoàn VinGroup nói chung vẫn tiếp tục đưa ra các ý kiến cho rằng việc VinFast đột ngột công bố kế hoạch dừng làm xe xăng là một đòn mạnh và mới nhất đánh vào lòng tin của người tiêu dùng. Nhất là xét đến quá khứ là tập đoàn này đã nhiều lần ngừng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, đôi khi khá bất ngờ. Theo tìm hiểu của Đại tướng Hoa Kỳ, trong vài năm trở lại đây, VinGroup đã từ bỏ các nỗ lực kinh doanh trong những lĩnh vực gồm siêu thị, bán lẻ, hàng không, điện thoại và TV. Thảo luận trên mạng xã hội về việc VinGroup mở và đóng các mảng kinh doanh quá thường xuyên và nhanh chóng, không ít người lưu ý rằng cách làm đó khó có thể tạo ra giá trị cốt lõi của tập đoàn, cũng như gặp khó và không thể tập hợp được khách hàng trung thành. Kỹ sư Nguyễn Đần Thắng, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhận xét với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Về VinGroup, ngoài ngành nghề bất động sản, các sản phẩm khác của họ đều làm rất chộp giật. Họ dùng truyền thông để che lấp đi những bất lợi trong các sản phẩm của họ. Người tiêu dùng thông minh chắc chắn nhìn nhận ngay thấy các vấn đề trong các hệ thống siêu thị hay sản phẩm điện thoại hay gần đây nhất là xe máy điện. Đây là hình ảnh khách hàng cây cú bóc phốt xe máy điện VinFast trên Facebook rằng lần đầu tiên mua và cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng đồ điện từ VinFast vì nghe tư vấn vài km sẽ có trạm sạc pin. Facebook Hoàng Hải Yến đã đăng trên trang Facebook cá nhân nói như vậy. Riêng về việc VinFast vừa tuyên bố dừng xe xăng chỉ sau chưa đầy được 3 năm để tập trung làm xe điện,
Nhiều người đặt câu hỏi liệu có ai có thể dám tin chắc được là sau vài năm nữa VinFast không tuyên bố sẽ từ bỏ xe điện để chuyển sang hướng sản xuất, kinh doanh mới. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bình luận tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng động thái mới nhất của VinFast là điều rất khủng khiếp, đánh vào lòng tin của người tiêu dùng và có hệ lụy đến sản phẩm tương lai của hãng này. Ông nói về sản phẩm ô tô điện của hãng, người tiêu dùng bây giờ họ đã trao đổi thông tin, đã chỉ ra những điểm rất bất cập và đầy nghi ngờ về tính khả thi của chiến lược VinFast. Không biết là họ có thể trụ được bao lâu không? Người tiêu dùng ngày càng nghi ngờ và lo lắng. Với sự nghi ngờ và lo lắng đó, tôi chắc chắn là việc kinh doanh của tập đoàn Vingroup sẽ rất khó khăn trong giai đoạn tới. VinFast gần đây cũng công bố kế hoạch mở các nhà máy và các cơ sở kinh doanh xe điện ở Mỹ và Đức. Với hiểu biết lâu năm trong ngành ô tô, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của hãng BMW tại Đức, nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng đó là những bước đi chiến thuật của VinFast, nhưng không hẳn là có một chủ đích nhắm vào thị trường Âu Mỹ mà nhắm đến các thị trường quanh Việt Nam. Tiến sĩ Phương phân tích rằng VinFast sẽ chỉ kết hợp với một số đối tác nước ngoài để sản xuất, lắp ráp xe với số lượng ít để thăm dò, tạo nhận thức về thương hiệu ở Mỹ, châu Âu, rồi trên nền tảng đó là sẽ kinh doanh ở châu Á hoặc làm đối tác cho các hãng xe điện ở Đông Nam Á, và đó mới là mục đích chính. Đây là hình ảnh chiếc xe điện VinFast Lux A bị gãy càng, ảnh đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Kỹ sư Phương tiên liệu rằng VinFast rất khó có khả năng cạnh tranh thành công và có lãi ở các thị trường Mỹ, Đức, nơi có nhiều hãng tên tuổi như Tesla, BMW, Mercedes, v.v. đều có những lợi thế lớn hơn nhiều so với VinFast còn rất mới mẻ và không có tên tuổi gì. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mai Bá Kiếm đưa ra bình luận với giọng điệu châm biếm và hài hước như sau. Tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa. Chưa đầy 6 tháng sau ngày lập nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart Cát Hải, Hải Phòng vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại tòa tháp Landmark 81, tập đoàn Vingroup tưng bừng khai trương lễ ra mắt 4 dòng điện thoại thông minh thương hiệu VinSmart. Công nghệ VinSmart được phát triển trên nền tảng tiêu chuẩn cao của châu Âu do công ty công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha BQ phát triển. Với triết lý sản phẩm tốt, khuyến mãi tốt, hậu mãi cực tốt và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Vingroup, các sản phẩm VinSmart sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Tới cuối năm 2020, tôi làm mất iPhone 7 của con trai mua ở Úc cho. Tôi bèn mua điện thoại Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn cao của châu Âu ở tận bên Tàu, đó là VinSmart Life 4, 6GB. Khi xài rồi mới biết nó không thông minh mà lại còn ngớ ngẩn. Cho nên vào ngày 9 tháng 5 năm 2021, không kèn, không trống, Vingroup công bố VinSmart sẽ dừng sản xuất TV và điện thoại thông minh để tập trung nguồn lực phát triển ô tô thông minh, VinFast, ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 5 năm 2021, Vingroup bất ngờ thông báo sẽ ngừng sản xuất điện thoại di động và TV. Hệ quả cho tôi là hồi tháng 10 năm ngoái, đi Hà Nội về, tôi bỏ quên dây sạc ở khách sạn. Đến Thế Giới Di Động đã bán VinSmart Life cho tôi mua dây sạc nhưng không có. Cậu nhân viên điện thoại trong quận 7 đều không có vì hàng không sản xuất nữa. Tôi khóc không biết vì tiếc tiền mà tiếc cho thương hiệu VinSmart, công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha nhưng chỉ hưởng dương được có 3 năm, 5 tháng. Và với triết lý đi xe VinFast đi cùng hệ sinh thái đẳng cấp, vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại triển lãm Paris Motor Show 2018, VinFast tưng bừng khai trương mở bán dòng Lux A, Lux SA và Paddy chạy xăng. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, VinFast tưng bừng khuyến mãi đi xe VinFast đi cùng hệ sinh thái đẳng cấp và lái thử VinFast Lux trải nghiệm đẳng cấp và tặng gói nghỉ dưỡng thượng hạng trị giá 50 triệu đồng dành cho 5 người tại VinPearl Phú Quốc và tặng một cặp vé F1 trị giá 18 triệu đồng khán đài cao cấp để xem đua xe công thức 1 tại chặng đua Việt Nam Grand Prix 2020. Nhưng ngày 7 tháng 1 năm 2022, VinFast tuyên bố dòng xe chạy xăng Lux A, Lux SA và Paddy sẽ không còn được sản xuất sau năm 2022, nhằm tập trung cho nghiên cứu phát triển và sản xuất xe thuần điện. Như vậy, thương hiệu của dòng xe điện hoàn toàn nói Việt Nam có phụ đề như Lux A, Lux SA và Paddy cũng chỉ hưởng dương được có 5 tuổi.
bạo phát, bạo tàn, thành kính, phân nô, chốt lời, phúng điếu. Tác giả nói.